Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim biến khẳng định chăm sóc trẻ em là một trong những nhiệm vụ được các cấp các ngành trên địa bàn thành phố quan tâm chú trọng đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em miền núi với mục tiêu đảm bảo thực hiện hiệu quả các quyền trẻ em bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em và để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn thân thiện phát triển toàn diện phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các quận huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra trong đó cần tăng cường truyền thông giáo dục và vận động xã hội thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các kế hoạch và chương trình hành động của thành phố về phòng chống xâm hại bạo lực phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cùng với đó là tổ chức bàn giao và bà tiếp nhận trẻ tham gia sinh hoạt hè giữa nhà trường và địa phương khi kết thúc năm học thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo an toàn lành mạnh. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó học giỏi, tiếp thêm nguồn động lực để các em vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.